Thôi chua đẹp hai ông luôn làm không không ít bật chuối giỏi người bố đẹp đọt nhái chứ nhái nhái ui đây, đây, đây cho nó vào này đây vòng 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 xuống nhái quà bác á. Đâu chuối hai ống nữa chị đấy rồi thêm vô mới đấy rồi, em nghe vậy cho tí rau mà cái này nó tự ra nước bên trong luôn ở đổ nước nó chín bằng cái nước của nó luôn đấy. Tự kèm vào lên đi luôn. Chuối. Đây đây. Giữ cái ống nha anh. Xoay này xoay. Rồi, chắc là đã. Xong, bây giờ là một nướng. Nhái nướng. Ống nứa. Đây có cái măng, măng rừng. Măng rừng nước. Nước nó đang sôi xèo xèo này. Trời ơi. Tuyệt vời. Cùi cái đấy nó cháy thành than luôn anh. Không sao đâu, nó cháy ngoài thôi. Mới mà. Thấy vậy cháy bên trong anh. Một ống nó cháy đen này nè, xong mình lấy gấp mình chuyển lại chở đầu lại thấy đen vậy nhưng mà bên trong nó không có cháy đâu, đang sôi luôn á, nước đang sôi nó đang chín dần 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 nóng từ từ thời gian chờ đợi món nhái nướng nứa thì món ốc bỏ thêm mấy con mình đấy ốc nướng ốc bu xanh nướng nữa ấy cho nó hái rồi bỏ muối tiêu vô bỏ tiêu vô tiêu xanh vô nữa ốc bu xanh nướng tiêu xanh đây hai ống nhái nướng cái măng rừng nướng này xong rồi đây rồi ok ok chuẩn bị là nướng thêm cái măng khủng này nữa nướng ăn cho lòi không không nướng ăn nghe thưởng thức cái kia thôi cái này để xào đi xào chứ giờ mà nướng là lâu lắm cái kia nó nhỏ thì nướng nó dễ nè măng này măng bự quá măng khủng nữa nè cái này là lú lên nó to ghê chứ điều chút thôi phát sinh thêm món cá lóc nướng này nữa mới bắt được á cậu ba mới bắt được á chơi luôn nướng luôn thank you rồi mới vô toàn món nhậu bỏ ngang 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 đây đấy bây giờ đó thêm món cá lóc nướng nữa đây cá lóc đồng toàn đồ đồng rồi xong các món đồng đã nướng xong giờ là lên mâm lên bát đấy măng hai ống nhái nướng cá lóc nướng măng rừng nướng hạt điều nướng ốc bu xanh nướng hành quê ớt rừng rau thơm với muối ớt Bye.
bây giờ là đổ ra món nhái rồi em đồng thấy cho ra chín hết rồi thôi cho một đĩa nhái nướng ống nữa thơm hả vẫn nóng này đây là nhái nướng ống nữa đây ngoài em thử rồi đây là ốc cua xanh nướng cá lóc ngoài phòng đó cảm ơn bác mẹ dạ cảm ơn nhà xương rồi giòn nha thơm hả rồi thử thơm miếng nè ngửi thôi đồ thơm nhá có mùi thơm mùi chuối nữa nè cái chuối rồi sao mà cái chuối đó ngoài ớt xả gia vị rồi nha do chua dạ thơm hả giờ thử món măng rừng nướng rồi nha măng rừng nướng này hãy chấm muối ớt thêm gì nữa giòn giòn nhăn 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 mà giòn ngon thơm theo là món cá lóc nướng rồi thắng thử này đây chu trà thì mình trắng cua đúng không ạ ô thì trắng bóng nè chấm tí mùi ớt ấm chôn ngon tuyệt vời quá thơm luôn rồi xin mời quá đẹp quá đẹp quá đẹp thánh thử món ốc hương anh thử đúng rồi em muốn thử luôn bây giờ làm ốc dừng sao 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 thơm thơm không thơm nữa nướng thấy đồ như thế nào chấm ướt đây đây chấm đi chấm đi lòng thơm kèm chả sao ra sao ngon tuyệt vời vừa bách vừa làm vừa ăn tuyệt vời không rồi ốc tiêu xanh còn món gì đây à hạt điều nướng rồi có món tráng miệng đây nhá hạt điều nướng đây này rồi nó đập ra xíu ăn bùi lắm hay chuối chuối vườn nhà chuối in y như chuối nhựa vậy á cho nãy chuối đẹp quá thôi chương trình ẩm thực Song Quan Food đến đây là kết thúc xin trân trọng kính chào quý vị rồi chúc sức khỏe tạm biệt.